Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình gửi cho các bạn cách đăng ký một phòng Zoom không giới hạn 40 phút nhé. Nó sẽ được ở trên một cái trang web như thế này. Chúng ta sẽ sử dụng nó. Ở đây mình có một cái trang web này. Đó. Chúng ta sẽ vào theo cái đường trang web này. Thế tuy nhiên đây là cái mã giới thiệu của mình. Thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào đường link này để chúng ta tham gia vào cái trang web để chúng ta có thể đăng ký được cái tài khoản Zoom không giới hạn này nhé. Chúng ta sao chép này. Chúng ta mở một trình duyệt Zoom lên, sau đó chúng ta ấn Zoom V vào, chúng ta ấn OK. Sau khi chúng ta ấn OK thì chúng ta sẽ vào được cái trang chủ của nó. Ở đây nó cho chúng ta đăng ký và chúng ta lên đăng ký theo cái vai trò như thế nào thì chúng ta đăng ký. Giả sử mình sẽ đăng ký là giáo viên. Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải qua 3 bước để chúng ta đăng ký thành công. Cái này họ đăng ký rất đơn giản thôi, các bạn đăng ký tên hiển thị. Rồi các bạn nhập mã OTP vào này. Sau khi các bạn nhập mã OTP thì hệ thống sẽ báo là đăng ký thành công. Chúng ta sẽ được đăng nhập lại sau vài phút nữa, vài giây nữa. Đây là giao diện chính của cái phần mềm cái trang web đó nha các bạn. OK, để các bạn có thể sử dụng phần Zoom thì chúng ta có thể xem tổng quan ở đây. Và ở đây có rất nhiều các cái hay. Thế tuy nhiên hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn là tham gia một phòng học Zoom thôi. Bằng cách là chúng ta đăng ký tài khoản xong, chúng ta vào đây. Sau đó chúng ta chọn một cái lớp tự do. Đây là Zoom bản quyền đây này các bạn. Click vô này. Thì người ta có cái là đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nhé. Đảm bảo phiên bản Zoom mới nhất này. Tạo phòng Zoom này. Gửi link Zoom mời người tham gia này. Đó. Cách tải như nào người ta có đều hết ở đây rồi. Các bạn có thể sử dụng nó. Và nếu như các bạn muốn sử dụng cái phòng họp đó thì chúng ta có thể tạo bằng hai cách. Một là gì ạ? Tạo mới bằng link cố định. Hai ạ, tạo mới bằng link thay đổi. Vậy thì giả sử mình có một cuộc họp ngay tức thì mình sẽ tạo một cái link thay đổi đây. Đấy, người ta lưu ý cho mình rất rõ ràng nhé. Đấy, phòng Zoom có thể sẽ kết thúc nếu bị bỏ trống trong khoảng thời gian dài. Đấy, trường hợp thầy cô vui lòng tạo mới cuộc họp khác thì quay lại. Đấy, chúng ta sẽ phải tạo tên cuộc họp. Ví dụ là gì ạ? Là ngày 18. Đó, okay. Rồi thời gian chúng ta sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và thời gian bắt đầu của nó. Ví dụ bây giờ là 13:20 thì mình sẽ lấy cho nó là 13:22 đi. Và thời gian kết thúc các bạn cũng có thể đặt cho mình một cái thời gian kết thúc là 15:00 đi. Đấy. Thì ở dưới này người ta có các cái cài đặt của ghi hình nhé. Các bạn ghi hình thì bạn ghi này. Cài đặt phòng Zoom chờ. Nếu như mà có cài đặt thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu. Đây. Ví dụ như này thì chúng ta sẽ đặt mật khẩu, còn không thì ta không cần cài đặt. Thì khách hàng người ta chỉ tự vào thôi. Rồi, cài đặt quyền truy cập. Bạn cho phép người dùng có tài khoản vẫn tham gia được hay không? OK, chúng ta sẽ chọn mục trên đầu nhé. Đấy, bạn muốn cài đặt mật khẩu hay password không? Đó, tùy ở các bạn. Nếu các bạn muốn, các bạn có thể sử dụng cái bước chức năng này. Mình thì không, mình sẽ mở cuộc họp trong vòng 2 phút nữa này. OK, mình sẽ tạo mới. Và đây là cái cuộc họp của chúng ta nhé. Thì các bạn khi các bạn mở đến đây rồi thì cuộc họp nó sẽ được diễn ra lúc 1:22. Cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 1:22 nhé. Chúng ta chờ đến đây rồi, chúng ta gửi cho đường link rồi. Đấy, ta nhấp để chúng ta vào lớp này. Rồi khi tham gia trực tuyến, mình là thầy cô, chúng ta sẽ tham gia bằng Zoom hoặc là bằng trang web. Đây ví dụ mình sẽ là tham gia bằng trang web đi. Rồi mình sẽ mở cho các bạn xem là đúng như vậy hay không nhé. Rồi các bạn cho phép này. Các bạn có thể tắt hình ảnh đi, tắt tiếng đi được. Sau đó các bạn ấn Join. Rồi đây là cuộc họp mà chúng ta đang tạo đó. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó. Đây, các bạn có thể đổi tên này. Đó, y chang như vậy. Đây là cái mã tên của mình. Đây mình lưu này. Đó, có nghĩa là toàn bộ những chức năng này nó y chang như những gì chúng ta đang làm thôi. Đấy, cả cái trò chuyện như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào Zoom bằng cách nào đối với những người mà được chia sẻ link. Chúng ta sẽ vào Zalo này.
chúng ta sẽ bấm vào cái đường link mà mình gửi cho, mà người ta gửi cho mình đây, bấm vào. Rồi chúng ta nhấp vào lớp, chúng ta tham gia bằng Zoom. Ok, tôi hiểu và mở ứng dụng Zoom nếu như các bạn đã cài phần Zoom rồi nhé. Ok, đây này các bạn này, đây này, thì đây là mình vào bằng một là trên Room, hai là mình vào bằng trên cái nền tảng là Room Web nha các bạn. Đấy, hoàn toàn mọi chức năng nó đều full như này. Đó, các bạn có thể sử dụng hoàn toàn được các cái chương trình nó như thế này ở đây. Đấy,